Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 26 tháng 2. Thời điểm trên, một chiếc cano mang tên Phương Đông chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong số 39 người trên tàu thì có 37 người là hành khách, 2 người là lái tàu. Khi vào gần đến bờ thuộc khu vực biển Cửa Đại, chiếc cano bất ngờ lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng phương tiện để tìm kiếm. Đến thời điểm 17 giờ 50 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được 35 nạn nhân, trong đó ít nhất 13 người chết, 4 người vẫn còn mất tích. Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 4 người đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em còn nhỏ. Lúc xảy ra sự cố có 2 cano đi cùng và 2 cano này đã quay lại hỗ trợ cano bị nạn. Hiện các lực lượng đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực biển Cửa Đại. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng đang tập trung ở biển Cửa Đại. Địa phương đã huy động hơn 10 cano chạy dọc ven biển để tìm kiếm 6 người mất tích. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, thời điểm trước lúc xảy ra, 100% người trên cano đều mang áo phao. Con tàu bị sóng đánh chìm mang số hiệu QNA 1151 chở khách du lịch xuất bến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An lúc 13 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1 km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm.